Xin chào quý vị các bạn. Cảm ơn quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Bà Hồng Audio. Phía trước màn hình chúng ta có một nút đăng ký màu đỏ. Anh em vui lòng nhấn nút đăng ký để theo dõi kênh và sẽ luôn nhận được nhanh nhất, sớm nhất những video clip mới nhất do Bà Hồng Audio thực hiện. Clip này em test chiếc đầu giải mã chuyên nghiệp Pioneer N50 mặt bạc, hàng đẹp xuất sắc đầy đủ, điều khiển dây nguồn. Hiện tại em đang sử dụng một cái USB đã có chứa nhạc FLAC chất lượng cao. Và anh em mua hàng thì em sẽ tặng anh em một chiếc USB đã có chứa sẵn nhạc ở trong đó, để với anh em chỉ việc chơi luôn thôi. Ngoài ra thì nó có thể kết nối với các cái đường cáp quang, các cái đường đồng trục, các cái đường mạng LAN và iPhone, iPod. Đấy, để chúng ta qua đây nó xử lý cho chất lượng âm thanh được hay hơn. Hiện tại thì em đang kết nối với USB nhé, cắm sẵn trong đây rồi. Đấy, thì em sẽ chạy luôn. Nhạc là đuôi quay này, chúng ta nhìn này, 14.1 này. Em sẽ test đường cáp quang. Đây là đường cáp quang em đã cắm sẵn vào rồi. Bây giờ em sẽ cắm vào đây thôi. Khi chúng ta cắm đường cáp quang thì anh em sẽ chọn đường input là digital 2. Trên điều khiển chúng ta sẽ chọn lại digital 2. Còn ở đây chúng ta cũng sẽ chọn đường digital 2 nhé. Chiếc đầu giải mã này không cần điều khiển thì vẫn có thể sử dụng tốt. Đây chúng ta sẽ chuyển tiếp theo này. Digital USB tức là đường cổng USB để cắm với máy tính này. Digital 1 là đường đồng trục này. Digital 2. Những chiếc đầu này về hàng tuyển chọn thì thường là chạy rất bền, ổn định và mọi chức năng là full. Với giá là 11 triệu đồng. Anh em nào đang tìm kiếm hay nghiên cứu cho mình một chiếc đầu giải mã chuyên nghiệp cho bộ dàn thì ở đây là một cái lựa chọn cực kỳ xứng đáng trong tầm tiền giá 11 triệu đồng. Xin cảm ơn anh em.